Dịch. Phật đà gia xá và chúc Phật niệm. Việt dịch và hiệu chú. Thích Tuệ Sĩ, Sài Gòn 2002. Kinh thành dụ. Tôi nghe như vậy. Chấm. Một thời Đức Phật du hành nước xá về, ở trong Thắng Lâm vườn cấp cô độc. bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo. Chấm. Như vương thành ở biên giới, có bảy việc đầy đủ và bốn thứ lương thực sung túc dễ tìm không khó do đó vương thành không bị ngoại địch đánh phá ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong những gì là bảy việc mà vương thành có đầy đủ đó là vương thành ở biên giới xây cất vọng gác đắp đất cho chắc không thể phá vỡ để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài đó là việc đầy đủ thứ nhất của vương thành lại nữa vương thành ở biên giới đào hào vét ao cho thật sâu rộng sửa sang cụ bị để có thể nương tựa làm cho bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài đó là việc đầy đủ thứ hai của vương thành lại nữa như đường giao thông chung quanh vương thành ở biên giới được dọn dẹp cho bằng phẳng rộng rãi để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài đó là việc làm đầy đủ thứ ba của vương thành lại nữa như ở vương thành biên giới tập trung bốn binh quân quân voi quân ngựa quân xe quân bộ để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài đó là việc làm đầy đủ thứ tư của vương thành lại nữa như vương thành ở biên giới dự bị binh khí cung tên mâu kích để bên trong được an ổn chế ngự oán địch ở bên ngoài đó là việc làm đầy đủ thứ năm của vương thành lại nữa như vương thành ở biên giới lập vị đại tướng chấn thủ. Sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu trước, người lành thì cho vào, kẻ không lương thiện thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ sáu của Vương Thành. Lại nữa, như Vương Thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên cố, chết bùn, tô đất, để bên trong được an ổn chế ngự oán địch bên ngoài đó là việc làm đầy đủ thứ bảy của vương thành bốn thứ lương thực dễ tìm không khó là gì đó là vương thành ở biên giới nước cỏ củi gỗ có sẵn có dự bị để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài đó là loại lương thực thứ nhất sung túc dễ tìm không khó ở vương thành lại nữa như vương thành ở biên giới thu nạp nhiều lúa gạo và chứa cất lúa mạch để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch ở bên ngoài đó là loại lương thực đầy đủ dễ kiếm không khó ở vương thành lại nữa như vương thành ở biên giới chứa nhiều đậu niêm đại đậu tiểu đậu để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài đó là loại lương thực thứ ba sung túc dễ tìm không khó ở vương thành lại nữa như vương thành ở biên giới chứa để dầu bơ mật mía đường cá muối thịt khô tất cả đầy đủ để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài đó là loại lương thực thứ tư sung túc dễ tìm không khó ở vương thành như vậy vương thành bảy việc đầy đủ bốn thứ lương thực sung túc dễ tìm không khó nên không bị ngoại địch đánh phá chỉ trừ bên trong tự phá hoại. Cũng vậy, nếu thánh đệ tử cũng được bảy thiện pháp và bốn tăng thượng tâm. Dễ được không khó, vì thế thánh đệ tử không bị ma vương lung lạc, cũng không theo pháp ác bất thiện, không bị ô nhiễm bởi phiền não, không còn thọ xanh trở lại. Bảy thiện pháp mà thánh đệ tử có được là những gì? Đó là thánh đệ tử có tín kiên cố, tin sâu nơi như lai tín căn đã vững, chọn không tin theo sa môn, phạm trí, ngoại đảo, cũng như thiên ma, phạm thiên, và các hạng thế gian khác. Đó là thánh đệ tử được thiện pháp thứ nhất. Lại nữa, thánh đệ tử thường thực hành tàm xì, điều đáng xấu hổ thì biết xấu hổ, xấu hổ pháp ác bất thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, gây nên gốc rễ sanh tử đó là thiện pháp thứ hai mà thánh đệ tử có được lại nữa thánh đệ tử thường thực hành xấu thẹn điều đáng xấu thẹn biết xấu thẹn xấu thẹn pháp ác bất thiện phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo tạo gốc sanh tử đó là thiện pháp thứ ba mà thánh đệ tử có được lại nữa thánh đệ tử thường thực hành tinh tiến đoạn trừ các ác bất thiện pháp tu các thiện pháp luôn gắng sức bền trí chuyên nhất kiên cố làm các điều thiện không bỏ phương tiện đó là thiện pháp thứ tư mà thánh đệ tử có được lại nữa thánh đệ tử học rộng nghe nhiều ghi nhớ không quên tích lũy sự học rộng các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu toàn thiện ở khoảng giữa toàn thiện ở khoảng cuối có nghĩa có văn thanh tịnh chọn đủ phạm hạnh hiền hiện học rộng nghe nhiều các pháp như vậy học đến cả ngàn lần chú ý chuyên tâm quán sát thấy rõ hiểu sâu đó là thiện pháp thứ năm mà thánh đệ tử có được lại nữa thánh đệ tử thường thực hành nơi niệm thành tựu tránh niệm những điều đã học tập từ lâu đã từng nghe từ lâu nhớ luôn không quên đó là thiện pháp thứ sáu mà thánh đệ tử có được lại nữa thánh đệ tử tu hành trí tuệ quán sát pháp hưng suy do có trí như vậy có thánh tuệ có sự thấu hiểu phân biệt rõ ràng mà diệt tận hoàn toàn sự khô đó là thiện pháp thứ bảy mà thánh đệ tử có được những gì là bốn tăng thượng tâm dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt được đó là thánh đệ tử ly dục ly pháp ác bất thiện có giác có quán có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly, thành tựu và an trụ sơ thì ân. Đó là tăng thượng tâm thứ nhất dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa, thánh đệ tử giác và quán đã dứt nội tâm tịch tỉnh, không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh thành tựu và an trụ nhị thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ hai dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả, vô cầu, tránh niệm tránh trí, thân cảm giác lạc, điều mà thánh gọi là được xả bởi thánh, có niệm và lạc, an trụ không, thành tựu an trụ tâm. Đó là tăng thượng tâm thứ ba dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến. Lại nữa, thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ, yêu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh thành tựu an trụ tứ thiền đó là tăng thượng tâm thứ tư dễ được không khó mà thánh đệ tử đạt đến như vậy thánh đệ tử được bày thiện pháp đạt đến bốn tâm tăng thượng dễ được không khó không bị ma vương lung lạc cũng không theo pháp ác bất thiện không bị nhiễm bởi nhiễm ô không còn thọ xanh trở lại như vương thành ở biên giới xây cất vọng gác đắp đất cho chắc không thể phá vỡ để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử có tín kiên cố, tin sâu nơi như lai, tín can đã lập, chọn không theo sa môn, phạm trí, ngoại đạo, cũng như thiên ma, phạm thiên và các hạng thế gian khác. Đó là thánh đệ tử có vọng gác tín tâm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như vương thành ở biên giới đào hào vết ao thật sâu rộng sửa sang thật vững chắc, để có thể nương tựa, làm cho bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng thế, thánh đệ tử thực hành tàm xì, điều đáng xấu hổ biết xấu hổ, xấu hổ pháp ác, bất thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc dễ sanh từ. Đó là thánh đệ tử có hồ ao tàm xì, trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp như vương thành ở biên giới dọn dẹp những con đường nối liền chung quanh cho bằng thẳng rộng rãi để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử thực hành xấu thẹn điều đáng thẹn biết thẹn, thẹn pháp ác, bất thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, tạo gốc dễ sanh tử. Đó là thánh đệ tử có con đường bằng thẳng hồ thẹn để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp như vương thành ở biên giới tập trung bốn binh chủng tượng quân mã quân xa quân bộ quân để bên trong được an ổn và chế ngự địch quân ở bên ngoài cũng vậy thánh đệ tử thường thực hành hạnh tinh tấn đoạn trừ ác bất thiện tu các thiện pháp luôn gắng sức bền trí chuyên nhất kiên cố làm các điều thiện không bỏ phương tiện đoạn trừ ác bất thiện tu các thiện pháp luôn tự khởi ý chuyên nhất kiên cố làm các gốc dễ thiện không bỏ phương tiện đó là thánh đệ tử có quân lực tinh tấn để trừ ác và bất thiện tu các thiện pháp như vương thành ở biên giới chuẩn bị binh khí công tên mâu kích để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài cũng vậy thánh đệ tử học rộng nghe nhiều ghi nhớ không quên tích lũy sự nghe rộng các pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu toàn thiện ở khoảng giữa toàn thiện ở khoảng cuối có nghĩa có văn thanh tịnh chọn đủ phạm hạnh hiền hiện học rộng nghe nhiều các pháp như vậy học đến cả ngàn lần chú ý chuyên tâm quan sát thấy rõ hiểu sâu đó là thánh đệ tử có binh khí đa văn để trừ ác và bất thiện tu các thiện pháp như vương thành ở biên giới lập vị đại tướng chấn thủ sáng suốt. Thao lược, cơ trí, tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu trước, người hiền thì cho vào, kẻ bất lương thì ngăn cấm, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử thường thực hành nơi niệm, thành tựu tránh niệm, những gì đã từng thực tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu, nhớ luôn không quên đó là thánh đệ tử có đại tướng chấn thủ niệm để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên cố, chết bùn tô đất, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy. Nhờ đó thánh tuệ có thể thấu hiểu, phân biệt rõ ràng mà hoàn toàn diệt tận khô đó là thánh đệ tử có bức tường trí tuệ, để trừ ác và bất thiện, tu các thiện pháp. Như vương thành ở biên giới có chuẩn bị sẵn nước, cỏ, cùi, gỗ, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử ly dục và ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do viễn ly, thành tựu an trụ sơ thiền, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn khoái lạc tự mình đi đến Niết Bàn. Như Vương Thành ở biên giới thu nạp nhiều lúa gạo và chứa nhiều cây lúa mạch, để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh Đệ Tử đã dứt giác quán, nội tỉnh nhất tâm, không giác không quán, hỷ lạc do định sanh, thành tựu an trụ nhị thiền, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn, khoái lạc, tự mình đi đến Niết Bàn như vương thành ở biên giới chứa nhiều niêm đầu, đại đầu và tiểu đầu, để bên trong dược an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử lìa hỉ dục, an trụ giả, vô cầu, tránh niệm tránh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc thánh gọi là được xả bởi thánh, có niệm và lạc, an trụ không, thành tựu an trụ tam thiền, lạc trụ không thiếu thốn, an ổn khoái lạc tự mình đi đến niết bàn. Như vương thành ở biên giới chứa cất bơ, dầu, mía, đường, cá, muối, thịt khô, tất cả đầy đủ. Để bên trong được an ổn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ. Yêu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ tư thiền, lạc trụ không thiếu thốn. An ổn khoái lạc, tự mình đi đến niết bàn. Phật thuyết như vậy, các thầy tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.